Vâng, chúng ta thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam rất tuyệt vời. 3-0 thì tốt hơn, nhưng mà thôi 3-1. 3-1 thì từ chủ chứ mà 3-1 thì xin. Rất là cảm ơn ông và cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay mang lại đúng một cái bữa tiệc bóng đá cho người dân Việt Nam vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch. Việt Nam ứng được sức này Việt Nam cũng mình hẳn thế. Chướng ma lô chủ quyền khắc thi. Đây là một cái món quà rất là quý dành cho những người hâm mộ và dành cho nhân dân Việt Nam trong cái ngày đón Tết. Vì chúc quốc Việt Nam từ hàng thế đó, của Việt Nam hàng thế đó, sớm lại chúng sớm mới được. Một lần nữa xin cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn tất cả các cán bộ nhân viên phục vụ đội bóng và đặc biệt là cảm ơn các thực hiện sân sút đoàn thể cảm giác vinh dự. Chiến đấu hết mình vì màu sắc áo trong cái buổi tối ngày hôm nay. Mình chuyển nhau về chuyên sân để tải hai chú sân. Chiến thuật tương đối hợp lý. Chúng ta tận dụng rất tốt cơ hội có được. Xin cảm ơn và xin chúc mừng năm mới tất cả các cầu thủ, các ban huấn luyện. Ta vào trong kia ta mừng tuổi. Quá tuyệt vời. Mừng tuổi đây luôn ạ. Mừng tuổi đây luôn. Mừng tuổi đây luôn. Dạ. Mở cửa đây cho nó không khí nó thoáng hơn. Đứng gọn vào nhé. Và hôm nay là ngày mùng 1 Tết thì hy vọng rằng là cả năm nay sẽ chỉ có chiến thắng thôi. Thôi, cảm ơn nha.